Rồi, xin chào các bạn, cuối tuần vui vẻ các bạn ha. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ với những bạn mới, những bạn mà đang tìm hiểu để chuẩn bị nuôi mua rùa common về nuôi thì chúng ta cần phải lưu ý và chuẩn bị những gì. Thì đây, mình thì cũng không có kinh nghiệm gì nhiều đâu, nhưng mà trong cái quá trình mà mình đã nuôi bé common này được 7 tháng rồi thì mình sẽ chia sẻ lại những gì mà mình đã từng làm. Và để nói chung là để nó có một sức khỏe tốt và nó không có bị bệnh và nó khá là năng động đó. Ok, thì đầu tiên như một số bạn cũng thắc mắc đó chính là về giá. Thì một cái dòng common, một dòng rùa common baby size là tầm 3 cm 4 cm, giá hiện tại bây giờ là tầm dưới 200.000 một bé, rất là nhiều shop bán đó, nên các bạn có thể lựa chọn được rất là nhiều shop. Và bé rùa này mình mua của shop rùa Bình Chánh nè, mua cũng từ hồi tháng 7 năm ngoái tới giờ rồi, khá là lâu rồi ha. Rồi, cái vấn đề thứ hai đó chính là về nuôi nó ở trong một cái gì. Đây là một cái hộp nhựa. Hộp nhựa này thì các bạn có thể ra tiệm tạp hóa, những chỗ bán đồ nhựa các bạn mua. Nó có rất là nhiều size. Đây, như đây là một cái size khác. Đây là một cái size lớn hơn đó, tùy 15, 30 hay là 50 lít tùy theo nhu cầu. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên mua một cái bự như vậy luôn để nuôi từ nhỏ. Khi mà lớn lên thì các bạn đỡ phải mua thêm một cái hộp nhựa khác. Đó, nó khá là mắc công chúng ta. Rồi, cái vấn đề thứ ba đó chính là về nguồn nước ha. Thì nước khi mà nuôi rùa thì các bạn lưu ý là nên nuôi bằng nước mưa, thứ nhất là nước mưa phơi qua ngày, hoặc là nếu mà các bạn nuôi bằng nước máy cũng được. Đây là mình đã nuôi bằng nước máy trong vòng 7 tháng qua, và mình sẽ không bỏ trực tiếp vô đâu. Mình để nước máy, mình để ngoài trời vậy nè, mình phơi nắng, mình phơi nước máy ngoài nắng tầm 2 ngày để cho kiểu như nó khử cái clo hay là cái gì đi đó. Đó, thì sau đó mình mới múc cái nước này mình bỏ vô và bỏ con rùa vô. Đây là về vấn đề nước ha. Và cái thứ ba đó chính là có cần phải lọc, mà mua máy lọc nào đó hay không. Thì nếu mà có thì rất là tốt, các bạn sẽ đỡ phải thay nước. Còn như mình nuôi không có đồ lọc thì 3 ngày là mình phải thay nước một lần luôn. Đó, và mình thay hoàn toàn nước luôn. Mình đã thay hoàn toàn nước mới sau 3 ngày. Tại vì mình không có gắn lọc, không có hệ thống nào lọc nào cả. Đó. Thì đó là những cái vấn đề cần lưu ý. Cái thứ tư đó chính là về phải cho bé rùa ăn gì. Thì đây là dòng rùa common, nó ăn tạp. Nó ăn nói chung là thịt động vật, thịt tươi nha các bạn, mà cũng có thể cho ăn đồ khô. Đầu tiên là về đồ tươi đi ha. Các bạn có thể ra ngoài tiệm cá cảnh để mua cá mồi. Cá mồi thì khá là rẻ, chỉ tầm 10.000 là các bạn sẽ có được 20 mấy con cá mồi. Và các bạn mua dòng cá chép mồi á, nó khá là rẻ luôn. Cá chép mồi nha, hoặc là cá chăm. Khi mà còn nhỏ thì các bạn nên mua cá chăm, nó chỉ nhỏ xíu như vậy thôi. Đó, và lớn lên chút xíu thì các bạn mua cá chép mồi. Cá chép mồi rất là rẻ mà chỗ nào cũng sẽ có bán cả. Đó là về thịt. Lâu lâu các bạn cũng có thể cho đổi khẩu vị của nó, cho nó ăn tôm mà các bạn bóc ra, nhớ bóc thôi các bạn. Tại vì cái lớp vỏ của tôm á, nó sẽ rất là cứng. Nó thì nó có thể xé ra được, nhưng mà sợ là khi mà nuốt vô bụng thì nó sẽ gặp một số vấn đề như là bị rạch mất cái ruột hay cái gì ở trong phần bụng của nó. Nó khá là nguy hiểm khi mà còn size nhỏ. Các bạn lưu ý là nhớ lột và thả xuống nước cho nó ăn, lột cái vỏ ra. Đó là về tôm. Còn không thì cá, các bạn cho ăn cá thường xuyên cũng được. Một cái món đồ ăn khác đó chính là đồ ăn khô. Đây, mình đã mua sẵn đồ ăn khô. Đây là cái các bạn có mua cama nè, cama hay là cái gì á, cái gì cũng cam cam giống vậy nè, nó khá là rẻ luôn. Đó, khá là rẻ luôn. Nguyên cái này hũ đầy thì mình mua là tầm 200 mấy chục ngàn, ăn cũng được 3 tháng rồi mà chưa hết nè. Đó, tại một lần mình thả vô cũng khá là ít. Cái đồ ăn này thì nó chịu cháy cho chúng ta. Khi nào mà hết cá mồi thì sẽ cho ăn cái này. Đặc biệt là cái đồ ăn khô này nè, nó sẽ làm cho cái da của con rùa nó đổi thành cái màu giống như cái màu đồ ăn vậy đó. Các bạn thấy không, màu hơi cam cam. Và cái da của con rùa nó cũng sẽ đổi màu giống giống như vậy đó, nếu mà cho ăn nhiều.
À, nó cũng là một cái cách mà để chúng ta kích cái màu da của nó lên bằng cái thức ăn khô này. Rồi, đó là về những cái cần lưu ý ha. Và các bạn lưu ý là khi mà nước chúng ta để bỏ vô một cái hộp để cho bé rùa vào á, thì chúng ta nên cho một chút muối hột vào để cho nó khử trùng nữa. Đó, giống như các bạn nuôi cá vậy đó. À, khi mà thay nước rồi cho một chút xíu muối hột vào. Và nếu mà có lá bàng quăng vào luôn. Mình thì không biết là đối với loài rùa thì cái nước lá bàng nó có giúp ích được gì không, hay là nó có giống cá không á, mình không biết. Nhưng mà mình cũng có thả vào và mình thấy là con rùa nó khá là nhoi. Và đặc biệt là các bạn thấy là bé rùa này của mình nuôi 7 tháng rồi, dòng common thì nó có bị bệnh gì không á. Thì một số anh em nuôi thì bảo là nó rất là dễ bị bệnh về nấm. Nói chung về nấm, các loại nấm luôn. Nấm thì nó sẽ bị trên mai nè, tay chân miệng mắt, dưới yếm, vân vân, nấm da, nấm mai và nấm yếm. Thì thật sự mà nói thì cái bệnh này, dòng rùa common nó rất là dễ bị. Nhưng mà mình, cái con này thì nó chưa bao giờ bị cả. Mình nuôi từ lúc nhỏ tới giờ thì nó chưa có bị nấm bao giờ. Có thể là do vấn đề là thay nước sạch, cái nguồn nước của chúng ta xài nó phải đảm bảo. Tại vì cái nguồn nước mà dơ mà nó không có kiểu như nó không có phù hợp với cái con rùa, cái da của con rùa, thì nó sẽ dễ bị nấm. Đó, thì chúng ta phải cẩn thận kỹ về cái vấn đề là chúng ta phải, nước thì lúc nào cũng phải sạch. Đó, như nước này là các bạn thấy là nó khá là dơ rồi. Và mình cũng chuẩn bị mình đổ cái nước này đi để mình thay cái nước mới vào. Đó, thì như vậy thôi, khá là đơn giản các bạn mua. Và lưu ý là dòng rùa common là các bạn cứ để cái hồ trống như vậy đi ha, đừng có bỏ một cái gì trang trí vào cả. Tại vì lúc mà mình mới mua về á, mình cũng rất là thích trang trí, mình bỏ đồ bỏ ấy vào, bỏ bèo bỏ rong vào cho nó đẹp. Nhưng mà chỉ sau nửa ngày thôi là nó xé toang hết rồi, nó khá là nhoi và quậy. Cho nên là nuôi không như vậy sẽ rất là khỏe cho chúng ta dọn dẹp cái hộp này, và nó cũng không có, nói chung là nhìn nó khá sạch sẽ hơn. Đó, chỉ như vậy thôi. Rồi, như vậy ha các bạn. Và các bạn cũng có thể kết hợp bên này một cái hộp nhựa giống mình nuôi cá 7 màu, để cho nó sinh sôi nảy nở ra và vớt qua đây cho con rùa nó ăn. Như vậy thì chúng ta sẽ đỡ tốn tiền mua cá mồi. Cá 7 màu này thì nó sinh sôi nảy nở khá là nhanh. Mình mua chỉ có 10 con thôi mà bây giờ nó rất là nhiều. Có thể là camera này nhìn xuống nó sẽ không thấy đâu. Đó, nó khá là nhiều. Đặc biệt ha, nên nuôi ngoài trời hay là ở trong nhà. Thì mình, con rùa này mình đã nuôi ngoài trời từ khi mình mua, từ size 3 cm về tới giờ mình thả nó ở ngoài này luôn, ở ngoài lan can nè. Đó, thì nắng mưa thì nó cũng tự chịu hết, mình không có đậy cái nắp là vào, và nó kiểu như nó khá là khỏe rồi. Nhưng mà có một cái điều là nó sẽ mọc rêu nha các bạn, ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ bị mọc cái rêu nó xanh xanh lên nè, nhìn nhìn đó. Cho nên là, nhưng mà cái size tới size 7 trở lên thì các bạn mới có nên chà mai cho nó. Tại vì nếu mà size nhỏ chà thì sợ ảnh hưởng đến cái kiểu như cái mai con rùa này, nó cũng có một phần kết nối với cái thần kinh của nó thì phải. Mình nghe những anh em chia sẻ như vậy. Cho nên là khi còn nhỏ thì chúng ta không nên chà mai cho nó. Để từ size 7 trở lên, trưởng thành trở lên một chút xíu, chúng ta có thể lấy bàn chải đánh răng chà nhẹ nhẹ cái mai để cho nó chóc những cái lớp dơ, những cái rong rêu ra. Cái này là mình mới vừa chà hồi hôm kia nè, mà hôm nay nó để dưới ra ngoài nắng nó lại mọc lên lại khá là nhanh ha. Đó, ok, thì video này chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm của mình thôi. Bây giờ mình sẽ cầm cái con rùa này lên để cho các bạn xem. Đó, nó khá là mập ha các bạn. Cái dòng common này cho ăn nhiều thì nó sẽ mập nhanh lắm. Ôi ôi, nó nhoi lắm. Đó, nhoi lắm các bạn à. Nói chung là sẽ tùy tính mỗi con, nhưng mà đa số là dòng common nó sẽ rất là nhoi. Ok, thả nó xuống nè.
cầm nó thì cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà kiểu như nó quen rồi thì nó sẽ không có cắn tay mình. Ok, chúc các bạn, những bạn mà bắt đầu nuôi rùa sẽ nuôi thành công và nói chung là không bị bệnh gì nha. Rồi, bye bye các bạn.